Nhà giàn DK1 được xem là cột mốc chủ quyền giữa biển khơi, là tầm nhìn chiến lược quốc phòng của Đảng, nhà nước ta. Nơi đó có những đảng viên luôn vững vàng ý chí, ngày đêm bám trụ trên những pháo đài thép, với tinh thần tiên phong cùng chung lý tưởng, sẵn sàng cống hiến hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, gọi tắt là nhà giàn DK1, gồm có 15 nhà giàn ở các cụm Ba Kè, Phúc Tần, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên, Huyền Chân, Cà Mau, tạo thành một vành đai chiến hào đảo thép trên biển. Đã có bao thế hệ cán bộ chiến sĩ, những đảng viên kiên trung dành trọn tuổi thanh xuân của mình để xây dựng, gìn giữ những ngôi nhà giàn trở thành pháo đài thép hiên ngang giữa trời biển. Nhiều đồng chí đảng viên ưu tú đã anh dũng hy sinh bảo vệ nhà giàn. Hồn các anh hòa cùng sóng biển, trở thành hồn thiêng Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, những cán bộ chiến sĩ hải quân xung phong đến nhà giàn hôm nay đã phát huy tinh thần của người đảng viên, bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh niềm hạnh phúc của riêng mình để đón nhận nhiệm vụ khó khăn nơi đầu sóng. Nhà giàn DK1 trên 10 ở bãi cạn Cà Mau là nhà giàn nhỏ nhất và xa nhất trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Ở đây, dù điều kiện thông tin liên lạc còn khó khăn thiếu thốn, nhưng chi bộ nhà giàn vẫn sinh hoạt đảm bảo định kỳ. Các chỉ thị, nghị quyết vẫn được triển khai đầy đủ đến từng đảng viên. Trung úy Phan Tiến Tùng, chính trị viên nhà giàn DK1 trên 10, quê ở Quảng Trị, đã xung phong lên nhà giàn công tác được 9 tháng. Với cương vị là chính trị viên nhà giàn, anh luôn đi đầu, là người truyền lửa cho đồng đội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Rất là vui, xúc động, tự hào khi được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, cả nước giao cho chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng trời, vùng biển, thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Khi bước chân lên nhà giàn, mỗi cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn, đặc biệt là những người đảng viên, những người đi đầu trong công tác lãnh đạo, đã xác định xây dựng cho mình một ý chí quyết tâm vững vàng. Do vậy, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Mỗi đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ ở nhà giàn đều đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giáo dục ý chí sắt đá, không ngại đối mặt với khó khăn thử thách, với phương châm người còn, nhà giàn còn. Giữa trùng khơi, các đảng viên luôn vững vàng về tư tưởng, kiên định mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hoạt động của nhà giàn đặc thù, phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời kỳ mới ngày càng nặng nề, nên công tác lãnh đạo phải chủ động, dứt khoát, kịp thời. Cấp ủy đóng vai trò dẫn dắt, định hướng nhằm phát huy năng lực cá nhân và sức mạnh tập thể. Cấp ủy chỉ huy nhà giàn đã xây dựng quyết tâm trong hội nghị chi bộ đầu năm để xây dựng vạch ra cái kế hoạch từ công tác huấn luyện cho đến công tác thực hiện các chế độ đi vào nề nếp, đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu. Là một đơn vị đặc thù làm nhiệm vụ đặc thù, các đảng viên sinh hoạt tại nhà giàn gặp khó khăn hơn so với ở đất liền. Vì thế, Đảng ủy tiểu đoàn DK1 luôn quan tâm tạo điều kiện để 15 chi bộ nhà giàn DK1 được củng cố, kiện toàn cấp ủy. Đảng ủy tăng cường đưa các đảng viên ưu tú ra nhà giàn, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy có năng lực, trình độ, linh hoạt, biến khó khăn thành hành động, rèn luyện các đảng viên vững chí, bền gan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mọi quân nhân đều hiểu được cái trách nhiệm của mình trước cái vinh dự được làm nhiệm vụ trên một cái nơi rất là quan trọng của Tổ quốc. Và mọi người đều xác định tốt cái quyết tâm là hoàn thành cái xuất sắc cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Riêng về công tác sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi luôn luôn quán triệt nghiêm túc, luôn luôn cảnh giác. Cho nên là dù tình hình như thế nào thì chúng tôi vẫn giữ một cái phương châm thực hiện đúng cái quan điểm đối sách của Đảng và Nhà nước ta là giữ cho môi trường hòa bình và cũng kiên quyết bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, trong thời gian qua, tiểu đoàn DK1 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đảng ủy tiểu đoàn DK1 còn thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt đảng cũng như phát triển đảng viên theo điều lệ. Trung sĩ Bùi Anh Khoa, năm nay mới 20 tuổi,
là đảng viên trẻ nhất vừa được kết nạp trên nhà giàn DK1/10. Đây là niềm vinh dự lớn của người chiến sĩ, nhưng trách nhiệm cũng cao hơn. Chính vì vậy, anh xác định tư tưởng phải luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân em thì cảm thấy rất vinh dự khi là một trong những người cán bộ chiến sĩ được bước chân lên nhà giàn DK110 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mình. Đây là ước mơ từ nhỏ của em là được cống hiến cho đất nước của mình, cống hiến cho tổ quốc của mình và được trở thành một người chiến sĩ hải quân, người lính bộ đội Cụ Hồ. Hạ sĩ Nguyễn Tấn Đạt sinh ra và lớn lên ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi 18, Tấn Đạt có nhiều sự lựa chọn để lập nghiệp, nhưng anh lại xung phong ra nơi đầu sóng ngọn gió này để thử thách, rèn luyện và trưởng thành. Những đảng viên đi trước cũng chính là động lực, là tấm gương để cán bộ chiến sĩ trẻ noi theo, phấn đấu để được đứng dưới cờ đảng. Khi mà chứng kiến thực sự hy sinh gian khổ của các cán bộ sĩ quan, em là muốn phấn đấu để giống như thế hệ đi trước, phấn đấu để được kết nạp vào đảng. Các chi ủy nhà giàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trong điều kiện sóng to gió lớn, có những thời điểm, nhiều nhà giàn chỉ có thể tiếp nhận thông tin trao đổi, thăm hỏi của cấp trên qua bộ đàm. Dù vậy, cán bộ chiến sĩ vẫn xác định đây là tuyến đầu của Tổ quốc, đất liền có được an toàn hay không, cần sự đóng góp của những người lính đang ngày đêm bảo vệ thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Mặc dù đơn vị đóng quân xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng được sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, chỉ huy các cấp, sự động viên của đồng bào cả nước về vật chất và tinh thần, thời gian qua bản thân tôi và các đồng đội đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tinh thần, xa nhà không được ở bên gia đình và người thân đón xuân, nhưng chúng tôi xác định vượt qua mọi khó khăn, tạm gác tình cảm riêng tư của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vùng biển, thêm lục địa, thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Gian khó, vất vả, thậm chí mất mát hy sinh, song với bản lĩnh của người đảng viên đã được tôi luyện, rèn giũa trong quân đội, thì những trở ngại chỉ giúp cán bộ chiến sĩ nhà giàn kiên cường hơn. Nơi đây bốn bể sóng nước, những đảng viên chiến sĩ vẫn giữ vững 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Liên tục bám biển, gắn bó với vùng biển, thêm lục địa phía Nam, các thế hệ đảng viên chiến sĩ nhà giàn DK1 qua các thời kỳ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết kỷ luật, giữ vững chủ quyền. Đó là niềm vinh dự tự hào, cũng là trọng trách to lớn mà thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 hôm nay đang gìn giữ, phát huy. Cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn thì phải nói rằng là xác định quyết tâm và trách nhiệm từ khi nhập ngũ cho đến khi được đi ra làm nhiệm vụ ở tuyến đầu của Tổ quốc, thì đặc biệt là các đồng chí là đảng viên, đồng thời cũng có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, Nhân nước, quân đội, cũng như là tinh thần trách nhiệm với hậu phương gia đình và các đồng chí, là nhất là các đồng chí chiến sĩ mới. Chúng tôi cũng tự hào với các đồng chí và các đồng chí cũng luôn luôn hứa với Đảng, Nhà nước, hậu phương gia đình và toàn thể đồng bào là yên tâm, các đồng chí luôn luôn chắc tay súng để ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương của Tổ quốc. Không thể nói hết những vất vả, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn phải đối mặt. Thế nhưng, nơi đây vẫn rộn rã những thanh âm lạc quan, yêu đời. Phía sau các anh có điểm tựa niềm tin là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân với tinh thần hướng về biển đảo. Đây chính là động lực để các anh vượt qua gian lao, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Nắng gió màu nắng gió, lính nhà giàn thế không này khó. Mưa giông mà mưa giông, lính nhà giàn vẫn thấm hoa hồng.